Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải thể hiện rõ sự bức bối và bất lực khi không được huấn luyện viên Philip Chu tung vào sân và phải ngồi chứng kiến đội tuyển Việt Nam thua Indonesia tan nát 0-3. Tối ngày 26 tháng 3 năm 2024, đội tuyển Việt Nam gây thất vọng tràn trề khi để thua Indonesia với tỷ số 0-3 trên sân Mỹ Đình. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Chu tự đóng cánh cửa đi tiếp khi chỉ có 3 điểm sau 4 lượt trận. Tại bảng F, Iraq dẫn đầu và chắc suất đi tiếp với 12 điểm, còn Indonesia xếp thứ 2 với 7 điểm. Trận này, huấn luyện viên Chu thay đổi 3 vị trí trong đội hình ra sân so với lượt đi. Chiến lược gia người Pháp cũng thay 5 cầu thủ vào sân theo diễn biến trận đấu. Tuy nhiên, hai trong số những người được giới chuyên môn đánh giá cao nhất là Quang Hải và Đức Chiến lại không hề được góp mặt. Ở thời điểm đội tuyển Việt Nam nhận bàn thua thứ 2 và thứ 3, camera trên sân liên tục hướng về vị trí của Quang Hải. Tiền vệ của câu lạc bộ Công an Hà Nội đỏ hoe khóe mắt và ôm đầu thất vọng khi không được huấn luyện viên tin dùng. Quang Hải bất lực vì không thể giúp toàn đội tránh được thất bại muối mặt trước Indonesia. Đây là một quyết định rất khó hiểu của huấn luyện viên Chu khi Quang Hải cho thấy sự khát khao thi đấu thời điểm ra sân khởi động. Hơn thế, tiền vệ này còn là cầu thủ nội dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League 2023-24 với 5 bàn thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.